Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một món nữa, đó là món tim gà gam gừng. Để làm món tim gam gừng thì gồm có tim, cái này là tim gà nửa ký, gừng khoảng chừng 100g, kèm theo đó nó là gia vị. Tim mua về rửa sạch, phải mổ đôi trái tim ra lấy sạch máu bầm, cái phần máu rất là tanh. Sau khi mình làm xong tim, bây giờ mình rửa lại cho sạch và để ráo. Gừng sắc lát mỏng, sau đó mình sắc sợi. Mình gam tim, bắt chảo dầu lên bếp, dầu nóng á, cho tỏi vào, dùng đũa đảo đều á, cho tỏi vàng. Khi tỏi vàng á, mình cho tim vào xào, đảo cho tim á ha, săn lại. Tim gà gam gừng. Sau đó cho nước màu vào. Màu này là nước màu đường, là nhà mình tự thắng. Mình cũng đã có một cái clip giới thiệu về cách làm nước màu rồi đó, các bạn cứ tham khảo nha. Nước màu nhà làm thì lúc nào nó cũng đảm bảo vệ sinh an toàn hơn rồi. Tiếp theo đó là cho muối, khoảng chừng muỗng muối, cho vào một muỗng đường, cà phê bột ngọt, đảo đều cho gia vị tan. Sau đó cho gừng vào. Xào chung cho nước gia vị với thấm gừng. Mình nêm nếm để cho vừa ăn. Mình nấu thêm một chút nữa cho nước sệt sệt lại. Đây là đã xong món tim gam với gừng. Mình tắt lửa nha. Vậy là mình đã chia sẻ xong món tim gà gam gừng. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hy vọng những chia sẻ của mình sẽ giúp ích cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào các bạn.